Khoảng bao lâu thì mấy bà đi làm nail một lần? Chỉ nên làm nail vào dịp lễ Tết hay là làm thường xuyên? Cái này sẽ tùy vào sở thích và nhu cầu của mỗi người nha. Chẳng hạn như mình, với tính chất công việc thì mình sẽ lựa chọn làm nail thường xuyên. Nhưng mà vì thời gian rảnh của mình không có nhiều, nên là hầu hết mình chỉ lựa chọn những mẫu đơn giản và lựa chọn một tiệm nail thực sự uy tín, tay nghề chắc. Tiệm nail nhỏ cũng được, nhưng mà phải chất lượng và giá cả hợp lý. Mình coi nail như là một phần trang sức ở trên người, đúng là có bộ nail vào trong cái bàn tay sang xịn mịn hẳn. Nói vòng vo nãy giờ rồi thì cũng giới thiệu cho mọi người luôn, đây là Happy Nail, một tiệm nail nhỏ xinh đáp ứng được nhu cầu của tôi là đẹp, đúng mẫu và sạch sẽ. Mà ở đây có rất là nhiều mẫu nail cho mọi người lựa chọn. Nếu mà không biết lựa chọn mẫu nào thì mọi người có thể tham khảo hỏi ý của mấy chị nhân viên. Nhân viên ở đây rất là vui vẻ, nhiệt tình. Tiệm rất là tâm lý nha, có hẳn bao tay để cho khách đeo luôn, để khi mà mọi người đưa vào máy hơi thì sẽ không bị đen da tay và bảo vệ da tay khỏi ánh sáng xanh. Tiệm này đủ các loại nail Hàn, nail Nhật, nói chung là kiểu nào mấy chị cũng cần được hết trơn. Mà ở đây cập nhật xu hướng cũng nhanh nữa, màu nail nào hot trend thì tiệm đều có. Làm xong bộ nail xinh xắn lại còn được bôi kem dưỡng da tay. Thêm một điểm cộng nữa là ở đây chăm sóc móng, cắt da rất là tỉ mỉ. Đã có nail đẹp thì không thể nào quên chân. Tôi có chọn thêm gói trà gót chân siêu đã. Cái gót chân đó thì mình không có tự tẩy da chết được, nên là mọi người nên đi trà thường xuyên để da chân mịn màng hơn nha. Ngoài ra ở đây có nhận làm nail bóc theo yêu cầu hoặc là có một số mẫu có sẵn thì mọi người có thể đến đây để lựa chọn nha. Ngoài những dịch vụ trên thì ở đây còn có cả uốn mi, gội đầu. Thêm một điều mà làm tôi siêu thích làm nail ở chỗ này, kiềm sẽ luôn được tiệt trùng trước khi làm cho khách để đảm bảo sự an toàn, sạch sẽ. Một tiệm nail nhỏ xinh nhưng mà làm cái gì cũng kỹ hết trơn, ưng nha ưng nha.